trong ngày vui đặc biệt này, chúng ta cùng thưởng thức sự hòa tấu thật hòa quyện, thật nhịp nhàng của hai ca sĩ nghệ sĩ đa tài, Cố Vấn Địch Nguyễn và Anh Hùng Đàn Bầu với một tác phẩm Bèo Dạt Mây Trôi. Vâng, chúng ta cùng trong một tràng pháo tay cổ vũ tiết mục đặc biệt ạ.